chào tất cả các bạn. Một năm mới 2020 nữa lại sắp đến rồi. Một năm cũ trôi qua với những niềm vui, cảm xúc bâng khuâng có, tiếc nuối có. Nhưng hơn hết, ta gửi lời tạm biệt năm cũ để chào đón một hành trình mới, một chặng đường mới và để bắt đầu một năm 2020 thật nhiều ý nghĩa và thành công hơn nữa nhé. Và tất nhiên, thời trang Nón Sơn sẽ luôn đồng hành, ghi dấu ấn trong từng cột mốc thời gian cùng bạn trong suốt những chặng đường phía trước. Hôm nay, mình sẽ gợi ý đến cho các bạn một số sản phẩm phù hợp với rất nhiều phong cách thời trang khác nhau trong dịp năm mới này. Đầu tiên là mũ nón kết. Đây là một trong những mẫu nón ra mắt năm 2019 và được rất nhiều những tín đồ yêu thích thời trang lựa chọn. Kiểu dáng bắt mắt, đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ với những đường cắt xẻ tinh tế. Phụ nữ sinh ra đã có đặc quyền được làm đẹp, vậy thì bạn đừng bỏ lỡ đặc quyền của riêng mình nhé. Hãy để mình trông thật đẹp, lộng lẫy và quyền quý hơn với những thiết kế đến từ Nón Sơn. Một dòng sản phẩm nón đan tay cao cấp được rất nhiều quý cô yêu thích. Dòng nón giúp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, phong cách và đầy uy quyền dành cho các cô gái xinh đẹp của chúng ta. Hay là những chiếc nón vành chất liệu cốt tông cũng là một trong những sản phẩm rất phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tiếp theo là dòng nón Snapback chất lượng, cá tính, đem đến sự phóng khoáng, đẳng cấp cho người sử dụng. Hay dòng nón beret phù hợp cho những tiết trời se lạnh, giúp cho các cô gái của chúng ta càng nổi bật hơn bao giờ hết. Và còn rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau, đa dạng về kiểu dáng, chất liệu sẽ giúp cho bạn có được những sự lựa chọn ưng ý nhất, phù hợp nhất trong bất kể hoàn cảnh nào. Hãy đến ngay các cửa hàng Nón Sơn trên toàn quốc để có được những sản phẩm với ưu đãi hấp dẫn. Hoặc đặt mua hàng online, các bạn sẽ được giảm 30% đến 50% và được miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Để đặt mua hàng, các bạn truy cập vào website nonson.vn và hai trang fanpage Nón Sơn Fashion và Thời trang mũ Nón Sơn, hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại.